Câu chuyện đầu tiên, bạn gái say xỉn suýt nữa bị bắt cóc nơi xứ người. Wow, drama giống như là một bộ phim Hàn Quốc vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Có kịch tính, có drama. Câu chuyện của Hàn Quốc. Đi chơi lần đầu mà để người ta xỉn rồi hả Uzi? Thật sự đây là lần đầu tiên đi xa, đi chơi xa với người yêu. Nên là mình rất là háo hức và mình rất là đã lên kế hoạch rất là kỹ rồi. Thì nếu như là mình đi du lịch ở Hàn Quốc thì đương nhiên là mình sẽ ăn ẩm thực Hàn Quốc. Còn đi Việt Nam thì ẩm thực Việt Nam. Nhưng mà nghe nói là ở đó có nhà hàng Hàn Quốc mà cực kỳ ngon luôn. Lúc mà mình qua nhà hàng thì đương nhiên là mình xung quanh thì sẽ có nghe tiếng Hàn bởi vì đó là nhà hàng Hàn Quốc. Nên là mình cũng nghĩ là đương nhiên là đây là có người Hàn Quốc rồi cho nên là mình cứ ăn thôi. Thì có vài khách đi toilet và đi nghe máy này nọ. Nhưng mà thấy có một người con trai cứ nhìn hoài luôn, nhìn phòng kiểu. Nhìn Uzi hả? Dạ, kiểu. Ủa, nó có bị gì đâu, mình không biết ai luôn á. Hay người ta thích Uzi thì sao? Không có, đây là người Hàn Quốc luôn á. Người Hàn Quốc luôn. Thế là không thích nhau được à? Sau vậy mình đang kể chuyện xỉn mà thích nhau là sao? Đến đâu? Ok. Thì không phải chỉ nhứt một lần mà là riết 3-4 lần luôn. Xong cuối cùng là vào phòng luôn. Anh ấy vào phòng xong rồi xin chào. Nhưng mà không phải chào mình mà là chào bạn gái. Con trai này là ai vậy? Bạn trai cũ hả? Là sao? Nói chung là trong hai ai thôi mà em suy nghĩ rất là nhiều thứ. Nhưng mà cuối cùng là kiểu hai người chào nhau xong rồi kiểu nói chuyện về công việc. Xong rồi mới biết ra là công ty chi nhánh của bạn gái cũng có ở nước đó. Thế là không ngờ là hai người gặp nhau chỗ nhà hàng luôn. Là đồng nghiệp thôi. Đúng rồi. Thế nên là phải mời đúng không? Kiểu truyền thống Hàn Quốc là phải lâu rồi không gặp thì phải ăn chung. Ok thì mình có bạn riêng mà bây giờ bạn ngồi chung luôn. Nhưng mà mình cứ tưởng là ăn xong rồi về thôi. Nhưng mà không ngờ là tự nhiên lấy cái soju, rượu. 1, 2, 3, 4. Còn mình thì cứ uống xong rồi uống nước nhiều. Tại vì mình không được về nhà mà xỉn. Xong khi đó mình nhìn bạn gái thì bạn gái kiểu xỉn rồi, cứ uống liên tục luôn. Xong rồi kiểu đây là đêm lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên đi du lịch mà tại sao xỉn như vậy được ta. Xong rồi rất là lo lắng. Uống cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ xong, lúc là khoảng 10 giờ thì ok mình về. Nhưng mà bạn gái đi bộ vậy này. Ôi trời. Ok. Đã. Rồi sau đó mình chở bạn gái về. Nhưng mà mình về thì phải về taxi. Nhưng mà bạn gái kêu là khát nước quá, có gì uống nước được không. Xong mình kêu với taxi là mình có thể dừng xe chỗ nào đó, cửa hàng tiện lợi được không, để mua nước. Tại vì xỉn thì phải uống nước nhiều. Đúng rồi. Nước. Xong rồi lúc mà vào cửa kiểm tra lại cái xe thì lại cái xe taxi đó tự nhiên vào cái hẻm. Xong rồi em kêu wow, cái gì vậy, chạy lê. Xong rồi anh cứ chạy luôn, chạy thẳng, xong quay lại, dừng xe. Tại vì mình không thể nào mà đổ xe cái bên xe đường này là mình phải vào đường hẻm, xong quay lại. Phải vòng lại. Nhưng mà em cứ tưởng là bắt cóc, hiểu không? Bạn gái xỉn trong xe mà chạy thẳng đường vào hẻm là em kiểu rất là giật mình luôn. Hết hồn luôn á. Wow, đây là crime, đây mới gọi là kiểu xã hội tệ. Mà không phải, cứ quay lại thôi. Không có gì hết. Ok, mình vào mua nước xong rồi. Nếu mà về khách sạn thì bạn gái lại không có đi bộ được và em phải kéo. Nhưng mà trong khi vào khách sạn thì ai cũng nhìn mình hết. Tại vì buổi sáng lúc mà ra thì hello, good morning. Xong buổi chiều thì đương nhiên là ai cũng nhìn rồi. Xong nói chung là một ngày đó là không làm gì hết, phải chỉ phải chăm sóc cho bạn gái thôi. Không làm gì hết. Tiếc quá nhỉ. Rồi tiếc quá. Anh nghĩ là không phải là bạn gái của Uzi xỉn đâu, mà là em xỉn đó. Em xỉn hả? Tôi tưởng tượng ra vấn đề rồi chứ có vấn đề. Sông ao tưởng hết. Thôi nhưng mà chắc chắn là cái chuyện mà mình đi du lịch với nhau và mình có uống một chút xíu và đôi khi là mình quá chén và mình xỉn là cái chuyện cũng không có gì lạ cả. Vậy thì ở đây là có ai trong cuộc đời mình từng đi du lịch với người yêu xong rồi người yêu xỉn hay là mình xỉn rồi một trong cái hai phải dắt người kia về chưa? Wow. Có, nếu mà chắc chắn là Adi có rồi. Có luôn á. Thì Adi chuyện gì cũng có. Ở Hà Nội luôn. Hà Nội. Thế là không đi chơi xa mà ngay tại nhà luôn. Tại vì bạn gái lúc đó là bị buồn, rất là buồn ấy. Có cái chuyện gì lúc đó mình không biết. Chỉ là gọi điện cho mình. Sau đó mình chỉ nghe cái tiếng anh, cho em say đi. Cho em say đi. Ok. Vì là này, bình thường mình phải lập kế hoạch và phải cố gắng. Ok, còn lần này cho em say. Ok, đấy luôn. Ok, thế là mình chạy qua mình đón bạn ấy. Sau đó hỏi là em bị làm sao.
sao lại không như thế. Thế là bạn ấy bảo là đừng có hỏi em, trên đi uống bia. Ok, tôi đi uống bia. Thế là cứ ngồi gọi hai cốc, ok, lên bàn. Mình thì uống tí, còn bạn ấy là lấy một cốc bia hơi. Một nữa. Wow. Chắc chắn này là có chuyện gì rất là nghiêm trọng xảy ra thì bạn ấy mới như thế. Thế là mình trồng vòng một tiếng đồng hồ mình uống 4 ly, bạn ấy uống chục ly luôn. Sau đó cứ dựa vào như thế này và cứ anh. Không cần phải vai một sâu sắc, chỉ cần vào vai người thủ rộng. Và cho em thêm bia. uống thêm. Hai tiếng sau ấy là bạn ấy ngủ. Thế là mình biết là mình phải làm cái gì đó đưa bạn ấy về nhà. Nhờ cái chủ quán bế bạn ấy giúp mình lên xe máy của mình nhé. Lấy hai tay của bạn ấy cuốn vào mình ấy. Một tay lái xe, một tay giữa tay của bạn ấy. Một lúc đấy là mình thấy là cái đầu của bạn ấy mình cảm nhận được là cứ xuống. Mình cứ đẩy lên, dừng lại ấy, đẩy nó lên. Ok, chạy xe như thế này. Bé bạn ấy lên nhà cho ngủ. Ok, sáng hôm tiếp lại mọi thứ bình thường. Sau đó là mới biết lại có chuyện gì xảy ra bởi vì bạn ấy mới kể cho mình. Nhưng mà mình sẽ không kể cho các bạn nha. Nhưng mà sau này đi nhậu về cố đi taxi về nha, đừng cố đi xe máy nha, nguy hiểm đúng lắm. Đúng rồi, lần sau anh không lần sau ấy rút ra kinh nghiệm từ mấy cái ông mà chở mấy cái con heo ấy là không cho bạn ấy ngồi mà cứ bắt cho bạn ấy là nằm như này nằm trên bụng ấy như này. Đúng rồi. Nó ăn dây cột này có mấy cái dây buộc rồi ấy là không sao. Leo lên tàu biển là một thử thách, bỗng dưng trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Cái này là giống như kiểu mà bạn bè kêu ê lên đi tao cho mày 100 ngàn, cuối cùng ai về hốt được con bé đi về nè, đúng không? Ủa sao em cười dữ vậy Bảo? À, đó câu chuyện của em mà. Anh kể đi. Chuyện xảy ra cũng cách đây khoảng 3-4 năm về trước. Thì cả hai có một cái đợt là đi ra ở đảo chơi. Thì cái đảo là ở ngoài đảo Phú Quốc. Cả hai đi lặn biển. Mà cái cô bạn gái này thì hơi bánh bèo chút xíu, kiểu là thích là đi du lịch rồi chụp hình rồi mặc đồ mình đi. Nhưng mà nhưng mà có một cái cuốn thắc mắc là đi biển mà mặc đầm Messi, đầm mà kiểu đầm váy xòe vậy nè, mà một cái mặc cái đầm trắng nữa, để hỏi là đi lặn mà tại sao em mặc đồ kỳ quá vậy. Không, em ra em chụp hình. Ok, anh mà còn đi guốc nữa. Đi biển mà còn đi ra guốc. Ok, anh chiều em. Thì đến cái đoạn mà lên thuyền á, trước khi mà lên thì lúc nào nó cũng có một cái phải bước qua. Phải bước qua. Thì thay vì bước qua thì tập trung để mà bước qua đi. Không có, đứng trên selfie nè. Selfie ơi. Xong mình bước qua trước. Xong rồi mình kêu em đưa tay đây anh kéo qua. Thì lúc đó mới đưa tay, mà vừa đưa tay mà kiểu giống như là vừa mới selfie xong là đưa tay liền á. Nên là đưa tay xong đưa hụt. Bước chân thì bước cũng hụt luôn. Thì bước ngang qua bước cũng hụt luôn. Anh biết cái trái mít rụng không? Cái trái mít đó thì mình lọt một cái tủm xuống dưới nước. Thì mình nói chết rồi, mà nước sâu lắm, nước biển mà biển ở biển đảo mà thì cái gờ nó rất là sâu. May sao là biết bơi thì còn ngoi lên được. Thì hợp là cứu em với. Thì lúc đó bọn quân đứng trên thuyền như phim luôn, bay thẳng xuống. Mình cũng sợ, trong lòng mình cũng sợ, mình biết chết cha rồi, nước cũng sâu không, tại mình cũng biết bơi có chút xíu rồi. Còn mình cũng rung, mình sợ xuống cái là chết hai cả hai luôn. Rồi bây giờ em kêu cứu em với rồi giờ sao, nhảy xuống tủm. Thì vừa mới xuống cái tủm nước sâu thiệt, mình cũng cứu em với. Sau này cuối cùng phải nhờ cái anh ở trên thuyền á, cái tự nhiên người ở ngoài gì có người cứu hộ á nhảy xuống để vớt hai đứa lên. Thế là hai chiếc mít rụng. Chưa xong ở đó đâu. Chưa xong luôn. Lên á thì cái đầm trắng đó. mà còn thấm nước nữa. Thì thấy được mọi người biết rồi không? ở bên trong là những chị cái dấu không? In hay dấu hình là nó ra hết. Thì cuối cùng mình cũng phải buộc phải cởi áo ra đưa cho buộc luôn hả? Buộc thôi chứ em sao? Buộc luôn hả? Buộc quá chứ bây giờ mọi người đều nhìn cả. Phải đưa về, chưa kịp lặn biển rớt luôn cái điện thoại xuống dưới, lộ há lồ hết luôn. Bị há lồ á? Bị há lồ luôn. Bị há lồ hết luôn. Cuối cùng chuyến đi chơi vui. Khoan nè, trước khi nhảy xuống biển có kịp móc điện thoại mình ra không? Chưa luôn. Hai
đi cả hai luôn đó. Mình nghĩ cái ủa sao mình thấy trong phim người ta nhảy xuống dễ không? Mình cũng tưởng là làm trong phim được, ai giờ đâu nhảy xuống mình cũng cứu anh với luôn. Đó, cái đó mới là cái quê của mình á. Rồi tại sao cái chuyện đến giờ lại biết bơi chưa? Biết rồi anh. Biết bơi rồi thật hả? Sự là em biết bơi chứ mà không biết bơi. Mà bơi ở cái độ sâu nó vừa phải thôi. Còn nếu cái độ sâu mà nó sâu quá là hết biết bơi. Thôi mới mốt muốn chuyện sâu hơn liên hệ anh nghe chưa? Anh dạy bơi cho. Đừng để rơi những cái trường hợp như vậy nữa. Vậy em dù nghĩ là mọi chuyện dính tới đảo đều có cái vấn đề gì đó xảy ra luôn á. Em cũng vậy hả Thùy Anh? Bản thân em là em cũng trải qua một vụ đảo mà kinh khủng. Kinh hoàng luôn. Kinh hoàng. Em kể ha. Đợt đó thì là sinh nhật của người yêu cũ em. Thế là em đã tính là bây giờ phải đi chơi, đi du lịch. Lần đầu tiên đi du lịch với nhau. Quyết định là đi Cô Tô tầm 4 ngày. Thì là tốn tiền đi xe này, xong tốn tiền đi thuyền này, xong tốn tiền đi thuê cái chòi ở cạnh bờ biển á. Thì hôm đấy là một ngày nắng rất là đẹp, rất là trong xanh. Thế là bọn em quyết định là bọn em đi từ Hà Nội từ 4-5 giờ sáng gì đó. Thì đến nơi là tầm trưa. Thì là hai đứa mệt quá. Ngủ. Ngủ rất say sưa. Xong là bản thân em thì em đã có một cái plan là tối sẽ có một bữa ăn ngoài trời buổi tối lắm mà. Này nến lung linh, này gió hiu hiu tâm sự rồi. Đấy, thế xong rồi là ngủ được 2 tiếng thì cốc của người gọi. Thì mình nghĩ là người ta gọi để dậy mình chơi hoặc là đi chụp ảnh gì đấy. Gọi mở ra, ôi anh chị ơi, báo, anh chị đi về Hà Nội nhanh lên. Đó, cái gì cơ? Đó, thế là xong rồi. Mọi người nói là bão chuẩn bị tới, bão cấp 5, cấp 6 gì đó mà ở đấy là bờ biển. Thế nên là bão chắc chắn nó sẽ đánh vào cái chòi đó. Thế nên là một là ở lại thì phải ở lại hơn một tuần. Hai là phải về ngay lập tức và chỉ có 10 phút để dọn dẹp đồ đạc và cuối cùng đi ra vì có đúng một chuyến tàu duy nhất để về Hà Nội. Thế là em nghĩ là thôi bây giờ mình phải về thôi, còn công việc này nọ nữa. Thế là hai đứa kiểu mới ngủ dậy chưa kịp làm gì thế là đã bắt đầu vội vàng đi ra, đi về Hà Nội. Về đến nơi ngày hôm sau người ta thông báo là bão đã di chuyển sang bên khác. Mất sạch tất cả các thể loại tiền mà cuối cùng phải ở nhà đó. Đây cũng là một chuyến du lịch đầu tiên khá là thú vị và đáng nhớ trong cuộc đời em. Giống nhau nhỉ? Hơi giống nhau. Giống nhau. Giống luôn. Hơi giống vậy. Thì nãy đó, nãy em kiểu. Nói chung là cái giống nhau này chưa được làm được gì hết. Chưa kịp làm cái gì đấy, chưa kịp làm gì hết. Xong nói chung là một ngày đó là không làm gì hết. Đúng không? Giống nhau là chuyến đi không làm được gì hết. Thì chưa làm gì hết là coi như là đi về rồi. Chưa kịp làm gì cả. Ok, cái đó là sự giống nhau. Ok.